Phẩm 16. Tâm. Tụng ngày thứ tư. Phân biệt tụng. Kệ tóm tắt. Tâm phù hai pháp thọ, hành thiền thuyết lạp sư, ngũ chi tài vật chủ, cù đàm di đa giới. 172. Kinh tâm. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng, giường cấp cô độc. Tâm dẫn đạo. Bấy giờ, có một tỳ kheo sống cô độc tại một nơi an tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm khởi ý niệm. Cái gì dẫn thế gian đi? Bởi cái gì bị nhiễm trước? Cái gì sanh khởi mà tự tại? Khi ấy, vào lúc xế chiều, tỳ kheo ấy từ thiền tọa dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình ở một nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm khởi ý niệm. Cái gì dẫn thế gian đi? Bởi cái gì bị nhiễm trước? Cái gì sanh khởi mà tự tại? Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: lành thay, tỳ kheo, là con đường hiền thiện, lại được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng: cái gì dẫn thế gian đi? Bởi cái gì bị nhiễm trước? Cái gì sanh khởi mà tự tại? Này tỳ kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng? Thầy tỳ kheo ấy đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, tâm dẫn thế gian đi, tâm làm nhiễm trước, tâm sanh khởi tự tại. Này tỳ kheo, chính nó dẫn thế gian đi, chính nó làm nhiễm trước, và cũng chính nó khởi tự tại. Này tỳ kheo, Đà Văn thánh đệ tử không để tâm dẫn đi, không để tâm nhiễm trước, không để tâm tự tại. Này tỳ kheo, Đà Văn thánh đệ tử không dâng theo sự tự tại của tâm, mà tâm tùy theo sự tự tại của Đà Văn thánh đệ tử. Tỳ kheo bạch rằng: lành thay, kính dâng Bạch Thế Tôn. Tỳ kheo Đa Văn. Tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Đa Văn được nói là tỳ kheo Đa Văn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tỳ kheo Đa Văn? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo Đa Văn? Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: lành thay, tỳ kheo, là con đường hiền thiện lại được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Đa Văn được nói là tỳ kheo Đa Văn. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tỳ kheo Đa Văn? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo Đa Văn? Này tỳ kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo, những gì được ta thuyết giảng rất nhiều là chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, dị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. Này tỳ kheo, nếu có thiện nam tử chỉ nghe ta nói bốn câu kệ mà biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp tùy pháp, thuận theo phạm hạnh, thì này tỳ kheo, nói tỳ kheo Đa Văn là chỉ nói như vậy chứ không hơn nữa. Này tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo Đa Văn. Như Lai tuyên bố như vậy là tỳ kheo Đa Văn. Tỳ kheo bạch rằng: lành thay,
kính dâng Bạch Thế Tôn. Tuệ quyết trạch. Tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt. Nói là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt? Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: lành thay tỳ kheo, là con đường hiền thiện lại được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt. Nói là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, thế nào tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo Đa Văn có trí tuệ minh đạt? Này tỳ kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn nói: Này tỳ kheo nghe rằng đây là khổ, tức thì với trí tuệ mà chân chánh thấy khổ như thật, nghe khổ tập, khổ diệt đạo, tức thì với trí tuệ mà chân chánh thấy khổ diệt đạo như thật. Này tỳ kheo, như vậy là Đa Văn tỳ kheo có trí tuệ minh đạt. Như Lai tuyên bố, như vậy là Đa Văn tỳ kheo có trí tuệ minh đạt. Tỳ kheo bạch rằng: lành thay, kính dâng Bạch Thế Tôn. Hiệt tuệ. Tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành, rồi lại hỏi tiếp: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Nói là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: lành thay tỳ kheo, là con đường hiền thiện lại được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Nói là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được tuyên bố là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Này tỳ kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng? Tỳ kheo đáp: Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Thế Tôn nói: Nếu tỳ kheo không có tâm niệm gây tự hại, không có tâm niệm gây hại người, cũng không có tâm niệm gây hại cả hai, tỳ kheo chỉ có tâm niệm làm lợi ích cho tự thân và lợi ích cho người, lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mong muốn cho trời người được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Này tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Như Lai tuyên bố như vậy là tỳ kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Tỳ kheo bạch rằng: lành thay, kính dâng Bạch Thế Tôn. Khi ấy, tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, khéo tụng tập, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Lúc bấy giờ, tỳ kheo ấy lãnh thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, sống cô độc nơi yên tĩnh xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Tỳ kheo ấy khi sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần để đạt đến mục đích,
mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, là duy chỉ mong thành tựu phạm hạnh vô thượng ngay trong đời hiện tại này, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật. Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vị tôn giả ấy đã biết pháp rồi, liền chứng quả A-la-hán. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 173. Kinh Phù Di. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại thành Dương Xá, ở trong rừng Trúc Lâm, vườn Ca Lan Đa. Bấy giờ, tôn giả Phù Di cũng ở tại thành Dương Xá, trong thiền thất vô sự. Ước nguyện. Lúc bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, tôn giả Phù Di khoác y ôm bát vào thành Dương Xá để khất thực. Tôn giả Phù Di suy nghĩ rằng: hãy khoan vào thành Dương Xá khất thực, ta nên đến nhà Dương Tử Kỳ Bà Tiên Na đồng tử. Rồi thì tôn giả Phù Di đi đến nhà Dương Tử Kỳ Bà Tiên Na đồng tử. Dương Tử Kỳ Bà Tiên Na đồng tử xa trông thấy tôn giả Phù Di đến, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về tôn giả Phù Di nói như vậy: kính chào tôn giả Phù Di. Tôn giả Phù Di lâu không đến đây, xin mời ngồi trên giường này. Tôn giả Phù Di ngồi xuống, Dương Tử Kỳ Bà Tiên Na đồng tử cúi đầu đảnh lễ sát chân tôn giả Phù Di, rồi ngồi sang một bên thưa rằng: thưa tôn giả Phù Di, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho. Tôn giả Phù Di đáp: Dương đồng tử, muốn hỏi điều gì cứ hỏi, tôi nghe rồi sẽ suy nghĩ. Dương đồng tử liền hỏi: thưa tôn giả Phù Di, có Sa môn Bà La môn đi đến chỗ tôi và nói với tôi rằng: này Dương đồng tử, người nào có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng quả. Nếu người nào không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng quả. Tôn sư của tôn giả Phù Di có ý gì, có thuyết gì chăng? Tôn giả Phù Di nói: này Dương đồng tử, tôi chưa được đích thân nghe Đức Thế Tôn nói, cũng chưa được nghe các vị đồng phạm hạnh nói lại. Nhưng này Dương đồng tử, có thể Đức Thế Tôn đã nói như vậy: người nào có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng quả. Nếu người nào không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nhưng tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng quả. Dương đồng tử thưa rằng: nếu tôn sư của tôn giả Phù Di có ý như vậy, thuyết như vậy, thì ở giữa chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn, từ người đến trời trên thế gian này, ngài quả là bậc tối thượng. Thưa tôn giả Phù Di, xin mời ngài thọ trai tại đây luôn. Tôn giả Phù Di im lặng nhận lời. Sau khi biết tôn giả Phù Di đã im lặng nhận lời rồi, Dương đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự tay múc nước rửa, tự tay bưng hầu các món ngon sạch, mỹ diệu, với đủ thức mềm, thức cứng, tự tay châm trước, khiến tôn giả thọ dùng no đủ. Khi tôn giả ăn xong, Dương đồng tử thu dọn chén bát, múc nước rửa, rồi lấy một cái giường nhỏ ngồi riêng một bên để nghe pháp. Tôn giả Phù Di thuyết pháp cho Dương đồng tử nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ.
Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho Dương Tử nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bốn thí dụ về ước nguyện. Tôn giả đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi sang một bên, đem những điều đã bàn luận với Dương đồng tử thuật lại hết với Đức Phật. Đức Thế Tôn nghe xong nói rằng: Này Phù Di, sao ngươi không đem bốn ví dụ nói cho Dương đồng tử rõ? Tôn giả Phù Di hỏi: Bạch Thế Tôn, bốn ví dụ ấy là những gì? Đức Thế Tôn nói: Một a. Này Phù Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn tà kiến cố định, người ấy có ước nguyện nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà dạy, nên chắc chắn không thể chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà dạy, chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà dạy là không đúng đường lối. Này Phù Di, dĩ như có người muốn lấy sữa mà lại dắt nơi sừng con bò, thì chắc chắn không lấy được sữa. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nếu người ấy muốn lấy sữa mà lại dắt nơi sừng con bò, thì chắc chắn không lấy được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu sữa một cách tà vậy, tức là dắt nơi sừng con bò vậy. Cũng vậy, này Phù Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn tà kiến cố định, người ấy có ước nguyện nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vậy, nên chắc chắn không thể chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, hoặc vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà dạy, thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà dạy là không đúng đường lối. 1B. Này Phù Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn chánh kiến kiên định, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, nên tất sẽ chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, thì tất sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh là đúng đường lối. Này Phù Di, dĩ như có người muốn lấy sữa, cho bò ăn uống no nê, rồi vắt sữa nơi vú nó, thì chắc chắn lấy được sữa. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nếu người ấy muốn lấy sữa, cho bò ăn no nê, rồi vắt nơi vú nó, thì chắc chắn lấy được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu sữa một cách chân chánh là vắt nơi vú con bò. Cũng vậy, này Phù Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn chánh kiến kiên định, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh là đúng đường lối. 2A. Này Phù Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn tà kiến kiên định, người ấy có ước nguyện
tu hành phạm hạnh một cách tà dạy nên chắc chắn không thể chứng quả. Không có ước nguyện hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà dạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà dạy là không đúng đường lối. Này Phù Di, dĩ như có người muốn có tô, bèn lấy một bình đựng đầy nước lã rồi khuấy đều lên, chắc chắn không thể có tô. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện cũng chẳng phải không có ước nguyện, người ấy muốn có tô mà lấy một bình đựng đầy nước lã rồi khuấy đều lên thì chắc chắn không thể có tô. Vì sao vậy? Vì tìm cầu tô một cách tà dạy là khuấy nước lã. Cũng vậy, này Phù Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn tà kiến, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách tà dạy, chắc chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà dạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà dạy là không đúng đường lối. 2B. Này Phù Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn chánh kiến kiên định, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn sẽ chứng quả, hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh là đúng đường lối. Này Phù Di, dĩ như có người muốn có tô, lấy một bình đựng đầy lạc rồi khuấy đều lên thì chắc chắn được tô. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, người ấy muốn có tô, lấy một bình đựng đầy lạc rồi khuấy đều lên thì chắc chắn có được tô. Vì sao vậy? Vì tìm cầu tô một cách chân chánh là khuấy lạc. Cũng vậy, này Phù Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn chánh kiến kiên định, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn sẽ chứng quả, hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh là đúng đường lối. 3A. Này Phù Di, nếu có Sa Môn Bà La Môn tà kiến kiên định, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách tà dạy nên chắc chắn không thể chứng quả, hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà dạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà dạy là không đúng đường lối. Này Phù Di, dĩ như có người muốn có dầu, đổ đầy cát vào đồ ép, rưới nước lạnh cho rỉ thấm qua rồi ép xuống, nên chắc chắn không có được dầu. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện chẳng phải không có ước nguyện, nếu người ấy muốn có dầu mà đổ đầy cát vào đồ ép, rưới nước lạnh cho rỉ thấm qua rồi ép xuống thì chắc chắn không có được dầu. Vì sao vậy? Vì tìm cầu dầu một cách tà dạy
là ép cát. Cũng vậy, này Phù Di, nếu có Sa Môn, Bà La Môn tà kiến kiên định, người ấy có ước nguyện nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà dạy nên chắc chắn không thể chứng đắc quả, hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện mà tu hành phạm hạnh một cách tà dạy, thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà dạy là không đúng đường lối. 3B. Này Phù Di, nếu có Sa Môn, Bà La Môn chánh kiến kiên định, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn sẽ chứng quả, hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh là đúng đường lối. Này Phù Di, dĩ như có người muốn có dầu, đổ đầy hạt mè vào đồ ép, rưới nước sôi cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống, nên chắc chắn có được dầu. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện. Nếu người ấy muốn có dầu, đổ đầy hạt mè vào đồ ép, rưới nước sôi cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống, thì chắc chắn có được dầu. Vì sao vậy? Vì tìm cầu dầu một cách chân chánh là ép hạt mè. Cũng vậy, này Phù Di, nếu có Sa Môn, Bà La Môn chánh kiến, kiên định chánh kiến, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn sẽ chứng quả, hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh là đúng đường lối. 4A. Này Phù Di, nếu có Sa Môn, Bà La Môn tà kiến kiên định, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách tà dạy nên chắc chắn không thể chứng đắc quả, hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà dạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà dạy là không đúng đường lối. Này Phù Di, dĩ như có người muốn có lửa, bèn lấy củi ướt làm mồi lửa, dùng dùi ướt mà dùi nên chắc chắn không có được lửa. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện. Nếu người ấy muốn có lửa mà lấy củi ướt làm mồi lửa, dùng dùi ướt mà dùi thì chắc chắn không có được lửa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu lửa một cách tà dạy là dùi củi ướt. Cũng vậy, này Phù Di, nếu có Sa Môn, Bà La Môn tà kiến kiên định, người ấy có ước nguyện tu hành phạm hạnh một cách tà dạy nên chắc chắn không thể chứng quả, hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà dạy thì chắc chắn không được chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà dạy là không đúng đường lối. 4B. Này Phù Di, nếu có Sa Môn, Bà La Môn chánh kiến kiên định, người ấy có ước nguyện
tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, nên chắc chắn sẽ chứng quả. Hoặc không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh là đúng đường lối. Này Phù Di, dĩ như có người muốn có lửa, bèn lấy củi khô làm mồi lửa, dùng dùi khô mà dùi, nên chắc chắn có được lửa. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, người ấy muốn có lửa, lấy củi khô làm mồi lửa, dùng dùi khô mà dùi, thì chắc chắn có được lửa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu lửa một cách chân chánh là dùi củi khô. Cũng vậy, này Phù Di, nếu có Sa Môn, Bà La Môn chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh là đúng đường lối. Này Phù Di, nếu người nói cho Dương Đồng Tử nghe bốn ví dụ này, Dương Đồng Tử nghe xong chắc chắn sẽ rất hoan hỷ, cúng dường ngươi suốt đời, như áo, chăn, uống ăn, ngọa cụ, thuốc thang và đủ các thứ nhu dụng khác cho đời sống. Tôn giả Phù Di thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây con chưa từng được nghe bốn ví dụ này, thì lấy đâu để nói lại? Vì chỉ hôm nay mới được nghe Thế Tôn nói mà thôi. Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả Phù Di và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp.net